Ngày 25 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 30 tháng 11 năm Kỷ Hợi, quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ. Trước khi bước vào khóa lễ, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại từ Đại Đức Thích Tâm Thủ chia sẻ qua đề tài suy niệm về cái chết. Trong kinh Đức Phật có dạy: Này các thầy tỳ kheo, đời sống là thường hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn: Đời sống là vô thường. Này các thầy tỳ kheo, đời sống là vô thường, nhưng cái chết là thường. Đời sống là mong manh, nhưng cái chết là chắc chắn. Đời sống là bất định, nhưng cái chết là cố định, là tất nhiên. Này các thầy tỳ kheo, như người đi trong đêm, có gậy cầm tay, gặp rắn không run sợ. Và này thiện nam tử, thiện nữ nhân, người không có quyền lựa chọn, người bắt buộc phải chết. Vợ con, cha mẹ, tài sản không ai cứu giúp được. Một mình phải ra đi. Mình mua những món hàng mình thích, hoặc là mình trả lại. Nhưng khi cái chết đến, mình không có thể lựa chọn. Hoặc có ai rủ mình đi chùa, mình hẹn hôm nay, ngày mai. Nhưng cái chết đến, mình không thể hẹn được. Mình không chần chừ được. Và mình cũng không thể nói rằng cái bà kia già hơn, tại sao cái bà kia không chết sớm? Cái ông kia nằm bệnh mấy năm trời, mà tại sao không chết? Mình còn khỏe mạnh mà chết. Cái đó không thể được. Đại Đức đã nhấn mạnh rằng, sinh mạng con người chỉ ngắn ngủi trong từng hơi thở. Chúng ta nên nhận ra lẽ vô thường này mà cố gắng tu tập, cố gắng tạo dựng sự nghiệp trí tuệ. Từ đó góp phần xây dựng lợi ích cho nhân loại, làm hành trang cho đời này và cả đời sau. Không những thế, quý Phật tử còn phải siêng năng hành trì năm pháp tính, giới, văn, thí và tuệ. Có như thế thì đời sau mới được sanh lên cảnh giới an vui cực lạc. Sau thời pháp thoại, đại chúng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ. Ngài